Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Sớm xử lý tình trạng sợ để tránh trách nhiệm. Tăng cường quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng phát triển trường lớp. Hành vi găm hàng chờ lên giá của các cửa hàng xăng dầu sẽ bị xử lý ra sao? Cắt gần 3.000 tỷ vốn đầu tư công của 11 bộ ngành địa phương giao cho ngân hàng. Và sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị đón xem. Sớm xử lý tình trạng sợ né tránh trách nhiệm. Quý vị thân mến, trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội gần đây, khi trò chuyện, trao đổi bên hành lang nhà Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội bày tỏ băn khoăn về thực trạng sợ trách nhiệm, giữ an toàn cho bản thân của một bộ phận cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở địa phương và bộ ngành. Theo đó, trước việc hàng loạt cán bộ bị kỷ luật, bị khởi tố, truy tố về những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều hành quản lý trước đây, đã xuất hiện các cán bộ chủ chốt có trạng thái giữ an toàn, điều hành công việc chung chung, đùn đẩy trách nhiệm phê duyệt, quyết định chủ trương, né tránh việc khó, việc ít đem đến lợi lộc cá nhân. Có đại biểu nêu ý kiến, thực trạng này có thể dẫn đến sự trì trệ trong hoạt động điều hành của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở. Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng, hiện nay có cán bộ chủ chốt làm việc gì cũng sợ sai, làm xong rồi cũng không biết có sai hay không, nếu sai cũng không biết sai chỗ nào. Tình trạng này rất đáng lưu ý và nếu không có các giải pháp cụ thể hơn sẽ dẫn tới phổ biến, gây những hệ lụy lớn đối với tình hình kinh tế xã hội đất nước. Nguyên nhân của thực trạng trên là do năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, không kịp thời cập nhật quy định của pháp luật liên quan để tránh làm sai. Người có thẩm quyền quyết định thiếu chuyên môn nhưng không tin tưởng cấp dưới có trình độ còn hạn chế, làm việc thụ động, sợ trách nhiệm cho nên trông chờ ý kiến của cấp trên, việc lựa chọn bổ nhiệm cán bộ chưa chính xác. Đảng, nhà nước luôn coi trọng những cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và đây là những người cần được bảo vệ, biểu dương, tôn vinh. Nhưng quan trọng trong đó, mỗi cán bộ chủ chốt cần hiểu rằng dám nghĩ, dám làm không đồng nghĩa với làm liều và vi phạm các quy định của pháp luật. Người cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm sẽ được bảo vệ, được chia sẻ khó khăn nếu người đó điều hành, quyết định các chủ trương, công việc với tinh thần vì nước, vì dân, trong sáng, không vụ lợi. Khi gặp khó khăn, thậm chí thất bại, rủi ro, người cán bộ đó sẵn sàng chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, không né tránh. Đất nước ta, xã hội ta đang rất cần trong thực tế nhiều hơn nữa những con người như vậy. Tuy nhiên, để người cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không cô đơn trên con đường của mình, các cơ quan chức năng cần tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, kết luận của đảng về nội dung này. Nghiên cứu, ban hành các quy định của pháp luật về bảo vệ người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Các quy định này cần cụ thể, rõ ràng, minh bạch để mỗi người tự soi xét và khẳng định quyết tâm của mình trong điều hành xử lý công việc chung. Đối với những công việc cấp bách, có tác động kinh tế xã hội, cần có sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan chuyên môn để từ đó có sự thống nhất về chủ trương, quyết định phù hợp các quy định khác nhau của pháp luật. Tránh hiện tượng giữ an toàn cho ngành mình, công việc của mình, không chia sẻ quan tâm công việc của ngành khác, của người khác, không vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, cần có chính sách thường xuyên cập nhật, nâng cao trình độ cho cán bộ, tăng cường hơn nữa sự tham gia hỗ trợ của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán trong công tác phòng ngừa, cảnh báo. Muốn có cán bộ tốt, sẵn sàng vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, chúng ta cần chính sách, cơ chế cụ thể, rõ ràng và đủ mạnh để có thể là chỗ dựa, là niềm tin cho người cán bộ, để quyết tâm giải quyết những nút thắt, rào cản, sự lỗi thời, những vấn đề tồn đọng lâu ngày, đang kìm hãm sự phát triển. Đồng thời cần có cơ chế xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với những hành vi lợi dụng chủ trương khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm để tiến hành những hành vi vì lợi ích cá nhân, chia bè, kết nhóm, gây bất đoàn kết nội bộ và phức tạp tình hình. Chúng ta cũng luôn cần những đồng chí lãnh đạo công tâm để có thể nhìn nhận, đánh giá đúng, biểu dương kịp thời và bảo vệ đến cùng những người năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tăng cường quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng phát triển trường lớp. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các biện pháp, phương án cụ thể để giải quyết vấn đề trường lớp tại từng địa bàn đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ em, học sinh, không để tình trạng gây bức xúc trong nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị 14/CT/TTG về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả chất lượng giáo dục mầm non phổ thông. Chỉ thị nêu rõ, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, công tác đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên một số địa phương còn hạn chế. Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chưa được chú trọng trong các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tình trạng trường lớp học quá tải vẫn còn khá phổ biến, nhất là ở các đô thị lớn và khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như ở các vùng sâu vùng xa. Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ chậm được giải quyết, rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục. Để tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả chất lượng giáo dục mầm non phổ thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chỉ thị yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phổ thông, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, bảo đảm nguyên tắc thuận lợi cho việc học của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ kết quả việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục tại các địa phương. Chỉ thị cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động thực hiện rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở, giáo dục mầm non, phổ thông, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, có các biện pháp, phương án cụ thể giải quyết từng vấn đề trường lớp tại từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ em, học sinh, không để tình trạng gây bức xúc trong nhân dân. Bảo đảm trẻ em mầm non, học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày. Tăng cường các công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng phát triển trường lớp mầm non phổ thông theo quy định, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. Thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất, rà soát, kiểm tra các dự án khu đô thị mới, có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư dành quỹ đất và xây dựng các cơ sở giáo dục theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông ngoài công lập để giảm áp lực cho các trường mầm non phổ thông công lập, đặc biệt tại các khu vực khu chế xuất, khu công nghiệp, khu vực đông cư dân, nhân rộng các cơ sở giáo dục tự chủ và tự chủ một phần. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì, chỉ đạo các địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lựa chọn cung ứng sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục của địa phương, tài liệu tham khảo theo đúng quy định. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số trước khi năm học mới bắt đầu. Chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý giáo dục trẻ em, học sinh, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Đặc biệt là phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước, tăng cường giáo dục sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh. Nghiên cứu, thí điểm và nhân rộng các cơ sở giáo dục tự chủ và tự chủ một phần nhằm giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục tại những vùng có điều kiện kinh tế thuận lợi. Chỉ thị yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tăng cường chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, quản lý sử dụng sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục. Bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thư viện và thiết bị dạy học các cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương. Bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và quyết định số 30/2021/QĐ-TTG ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đào tạo và các địa phương để xây dựng cơ chế, chính sách, phương án giải quyết, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các khó khăn trong giáo dục, ưu tiên các nguồn lực dành cho phát triển giáo dục và đào tạo, thực hiện đúng quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu.